Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình Việt TV và Radio. Trở lại với phần tin News at Night ngày hôm nay là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý vị, khói từ cháy rừng California đã lan đến thành phố New York. Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở quận Cam và vùng ven sông ở miền nam California vì ngọn lửa Holy Fire đang tiếp tục hoành hành dữ dội hơn. Đây là một trong nhiều vụ cháy rừng lớn mà các quan chức California đang phải vật lộn. Tình trạng khí hậu khô hạn và địa hình dốc khiến cho đám cháy Holy Fire lan rộng gấp đôi diện tích ban đầu và dường như không thể kiểm soát được. Nhà khí tượng Forecasting cho biết, cháy rừng California đang lan rộng sang mọi ngã đường đến thành phố New York với sức gió mạnh mang khói bụi đến những khu vực khác cách đó khoảng 3.000 dặm. Hiện nhân viên cứu hỏa đang phải chiến đấu với hàng chục đám cháy khác ở tại California. Thưa quý vị, trong khi đó thì FBI tìm hiểu động cơ nhân viên hàng không Hoa Kỳ lấy trộm máy bay. Hôm ngày 11 tháng 8, các nhà chức trách liên bang đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu động cơ khiến một nhân viên của một hãng hàng không đánh cắp chiếc máy bay chở hành khách tại phi trường Seattle, gây lộn xộn tại sân bay và sau đó đã đâm xuống một hòn đảo thưa thớt dân sinh. Nhân viên trên mặt đất của Horizon Air đã lén lên chiếc máy bay Bombardier Q400 vào tối ngày 10 tháng 8 tại phi trường quốc tế Seattle, Tacoma và cho máy bay cất cánh. Người đánh cắp chiếc máy bay đã điều khiển chiếc máy bay trong một tiếng đồng hồ với các pha nhào lộn trên không trước khi đâm xuống đảo Catron. Theo các nhà chức trách, người đàn ông này 29 tuổi đã hành động một mình. Trong cuộc họp báo, các giám đốc điều hành của Horizon Air Gary Breck cho biết người đàn ông đó là nhân viên hướng dẫn máy bay hạ cánh. Trong đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của nhân viên kiểm soát không lưu, người đàn ông này bày tỏ sự tuyệt vọng và cho biết đang rất buồn. Người đàn ông này đã làm việc cho Horizon Air được hơn 3 năm. Thưa quý vị, mẹ của thanh niên bị giết Michael Brown chạy đua vào hội đồng thành phố Ferguson. Bà mẹ của Michael Brown, thiếu niên da màu không vũ trang bị cảnh sát da trắng ở Ferguson, tiểu bang Missouri bắn chết cho biết bà đang chạy đua vào hội đồng thành phố. Bà Leslie McSpadden tuyên bố ứng cử khi có rất nhiều người ủng hộ bao quanh. Một ngày sau lễ tưởng niệm 4 năm con trai bà qua đời, bà Leslie McSpadden kể lại rằng cái chết của con trai khiến cho bà gục ngã nhưng cuối cùng đã truyền cảm hứng để bà ứng cử chạy đua vào văn phòng hội đồng thành phố. Bà McSpadden, người đã nhận bằng tốt nghiệp trung học hồi năm ngoái ở tuổi 37, cho biết trọng tâm chính trong chiến dịch tranh cử của bà sẽ là chính sách cộng đồng và bình đẳng kinh tế. Con trai của bà Michael Brown bị cảnh sát Darren Wilson bắn chết vào ngày 9 tháng 8 năm 2014. Lúc đó Brown mới 18 tuổi. Vụ nổ súng này đã khơi mào nên phong trào biểu tình phản đối về nạn phân biệt chủng tộc và khiến cho hàng chục người bị bắt giam. Thưa quý vị, nhiều xe hơi đã bị sụp xuống hố tử thần tại tiểu bang Pennsylvania. Một chiếc hố tử thần rộng hiện đang ngày một mở rộng, đang mang lại cảm giác bất an cho người dân sinh sống tại thành phố Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania. Lệnh di tản khẩn cấp đã ngay lập tức được ban hành sau khi có đến 6 chiếc xe bị chiếc hố tử thần nuốt chửng. Sự việc được cho là đã xảy ra trên bãi đậu xe ở độ sâu 20 feet dưới lòng đất. Có một người đã được kịp thời giải cứu khỏi xe hơi. Không có bất kỳ ai bị thương hay gặp nguy hiểm tới tính mạng. Người đứng đầu sở cứu hỏa địa phương cho biết chiếc hố tử thần đã mở rộng trong vòng vỏn vẹn vài phút đồng hồ. Thưa quý vị, bản tin có liên quan đến đời sống cho biết nhiều người Nhật tham gia lễ hội cưỡi ngựa bắn cung truyền thống tại Moscow. Nhiều người cùng quy tụ về thủ đô Moscow của Nga vào ngày thứ Bảy 11 tháng 8 để được tận mắt thưởng thức những chàng kỵ binh Nhật Bản cưỡi ngựa bắn cung trong khuôn khổ của lễ hội Yabusame truyền thống, vốn có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 12. Được biết, trong suốt hơn 800 năm qua, lễ hội Yabusame đã trở thành một sự kiện không thể thiếu hàng năm đối với người dân Nhật Bản. Những chàng kỵ binh tham gia tranh tài trong lễ hội Yabusame tất cả đều khoác trên người bộ trang phục samurai truyền thống, đồng thời liên tục hô vang các khẩu hiệu Inyo Inyo khi cưỡi ngựa tại đấu trường. Đây là một phần của chương trình tôn vinh văn hóa Nhật Bản tại Nga. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết đại hội lớn nhất miền Trung Âu Châu diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary. Hàng trăm ngàn người đến từ khắp nơi trong và ngoài nước đã cùng quy tụ về thủ đô Budapest của Hungary để tham gia vào đại nhạc hội Sziget Festival. Đây được mệnh danh là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất của châu Âu, bắt đầu từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 8. Những người yêu thích âm nhạc sẽ kéo nhau tới thưởng thức tại đại nhạc hội Sziget thường niên lần thứ 26. Ban tổ chức ước tính lượng khách năm nay sẽ lên đến 500.000 người. Tất cả vé vào cửa đều đã được người dân đến từ 80 quốc gia khác nhau trên thế giới mua sạch trước khi đại nhạc hội diễn ra. Cụ
cùng góp mặt trên sân khấu năm nay là ca sĩ người Hoa Kỳ Lana Del Rey, ban nhạc Arctic Monkeys và Liam Gallagher. Trong cái nắng 95 độ F, người tham gia lễ hội đều được khuyến cáo giữ sức khỏe để tránh tình trạng rủi ro xảy ra. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, kính mời quý vị cùng đến với các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.